qua nhà hổng có bơm cái ao bắt được cá nóc trên cái nóc này của anh bắt cho mấy bé nó coi chơi, nó phình lên đẹp lắm. Mấy bé thì khoái cái nóc lạ, cá này miền Tây có nha, thì của anh kia bắt đây. Đây giờ buổi Quỳnh Minh ở miền Tây nè các bạn, quá đẹp đúng không? Sáng ngày hôm đó mặt trời đang lên đó, ló dạng lên. Nè. Bơm hầm hai bữa trước nhưng mà còn rộng bển, có con mèo nó lại ăn cá nóc à. Đây. Rất là cute. Đã chuẩn bị hai cái xô rồi nè. Giờ cho nó phình lên chơi nha, đổ nó qua bên đây. Dẫn cái nó một hồi kìa. Nó mạnh lắm. Nó cắn á. Bình thường nó vậy nha, đang nó đây là bình thường nè. Bắt đầu nó bự lên nè. Bự lên nó hút éc nó hút rồi, hút thời vô đó. Chà chà bụng nó. Hút vô. Nó. Nó cắn á. Nó hút hơi vô. Hút vô. Nó bự lên. Cá nóc nhỏ, cá nóc hút trước rồi. Này các bé thấy đẹp không? Đó, cu te không? Nó phụng lên, nó hút vô đó. Đó, nó hút hơi lóc lên. Nữa, còn bự nữa. Đó, nó cái miệng đó nè. Cái răng, nó cắn răng đó nè. Đó. Thấy cu te không các bạn? Cái bé. Nó như trái banh vậy đó. Bé thấy không? Đã không? Đó, hút éc luôn á. Cái miệng nữa kìa. Đó, nhìn xa nè. Đây cho nó phùng bự lên nữa nè, nó cái đốc đó. Giờ mình thả xuống nha, để anh thả xuống. Bắt đầu phùng ra nha, đi hạ thấp xuống cho nó phùng ra.
bắt đầu nó quá bự luôn, thấy không? Đó, hạ đụng nó là nó hút vô à. Có nước trong đây nữa nè. Lắc 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 là nó kiểu ép ép luôn đó. Nó nhắm mắt lại rồi. Nè hai con mắt. Hai con mắt nó nè. Đó. Gai không nè, đó thấy không? Cái đuôi. Nó có cái đuôi nè, nó. Đó đẹp không? Thả xuống nè, thả nước ngang. Hồi là tự động nó phun ra. Thấy nước bình thường là tự động nó phun ra, các bé coi nè, các bạn coi nha. Thả đụng nó là nó phun hoài luôn, không đụng nó thì nó mất. Thở ra. Chờ. Chờ lâu quá. Nó nổi ra từ mặt nước, nó nổi luôn nha bé. À, cái tại cái này nó nặng hơn nè. Như trái banh luôn, thấy không? Thạch. Thạch. Nó phùng quá trời bự luôn. Hồi nãy nhỏ xíu rồi, cái nắp nhỏ xíu rồi nó phùng lên cái quá trời bự luôn. Lắc nó cái là nó hút bự lên hà. Giờ để im cho nó hồi nó xíu là nó nhả ra. Các bé theo dõi nha, coi nó nhả ra ngang. Nhả ra đi, nhả ra đi. Từ từ theo dõi nha. Chút xíu là nhả ra. Nhả ra. Trời, nãy chưa nhả ra nữa. Bà hổng cái con kia bỏ chút xíu là nhả liền, con này lâu quá. Đó, nó nhả ra bớt rồi đó, đó. Kêu rồi đó. Nhả ra. Nhả ra. Đi ngưng là cho nó nhả ra chút xíu rồi. Nó còn đang lấy kim châm vô. Nó đang bị nhả ra nha. Nó đang xẹp xuống, đang theo dõi nó. Xẹp xuống mới xì hơi ra được miếng rồi. Các bé theo dõi nha, các em theo dõi nha. Nó chờ mấy phút rồi chưa xẹp xuống nữa. Để im kìa, cái con này phải đi im, bé thì phải đi im là nó xẹp xuống à. Nó phun hơi rồi đó, nó phun hết một cục đó. Phun ra đi, phun ra đi, phun ra đi. Phun ra. Cho khủng long vô ăn thịt mè.
miếng rồi đó. Nó xẹp xuống một hộp một hơi một cái rồi. Cho nó xẹp ra luôn mới được. Và các bé các bạn các em nhỏ nè, coi nó xẹp ra nha. Cá nóc rất là cute. Rất dễ thương. Đây đây. Các bé nào muốn nuôi cá nóc này không ha, liên hệ nha, không cho. Em tặng. Đây cái bụng nữa kìa đó. Gai không rồi đó, thấy không? Nhám cào. Để xíu nữa nó chưa xẹp nữa. Cái con mày không nhả là cái con hà mã nó ăn thịt mày. Phun ra. Ăn thịt nó hà mã. Trong lúc ngưng lại cái nó xẹp xuống rồi, tự động nó phun ra không kịp rồi, mở lên cho bé coi nó xẹp xuống không kịp. Mà nó phun ra hơi trong cái xẹp xuống liền các bé. Các bạn, các em nha. Mạnh lắm, cá này còn mạnh lắm. Đây, rất là cute, nó bay ra nó mạnh lắm. Giờ anh đem đi nuôi nó nghe. Nè. Bắt nó. Lúc bình thường thì nó vậy nè, nó không có hơi, nó hút hơi vô nè, nó rồi giờ cho nó xẹp xuống nha, nó cho nó xẹp xuống bình thường đấy đó. Các bé coi lại. Tại hồi nãy nó không có xẹp xuống, lúc mà xẹp xuống là tắt máy rồi. Chứ nó xẹp xuống nhanh quá, mở máy lên không kịp.